Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hà Nội vừa thông báo, tính đến 11 giờ ngày 8 tháng 2, TP Hà Nội đã phát hiện thêm 4 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Một tòa chung cư với hơn 1.200 hộ dân sinh sống đã được phong tỏa cách ly và lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan. Các ca bệnh mới cụ thể là bệnh nhân 2009, ngụ tại chung cư The Garden Hill, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Bệnh nhân có lịch sử tiếp xúc với bệnh nhân 1722. Kết quả xét nghiệm cho thấy, con và người giúp việc của bệnh nhân 2009 cũng đã dương tính với COVID-19. Ngay từ rạng sáng ngày 8 tháng 2, tòa nhà chung cư với hơn 1.200 hộ dân nơi bệnh nhân 2009 sinh sống đã được phong tỏa. Ngành chức năng đã khẩn trương truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm những người có tiếp xúc với bệnh nhân. Theo lãnh đạo CDC Hà Nội, đây là ca bệnh rất phức tạp vì bệnh nhân có đến 12 ngày ở trong cộng đồng, không khai báo y tế, mặc dù biết bản thân đã tiếp xúc với ca bệnh 1722 trước đó. Ngoài ra, thành phố cũng thông báo có thêm một bệnh nhân mắc mới COVID-19 tại quận Ba Đình, có lịch sử dịch tễ đi về từ Gia Lai và đã được cách ly ngay khi về đến Hà Nội.